Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và Lê Anh Duy là những cộng sự của mình. Hôm nay là mình với Lê Anh Duy đi thực tế vị trí của dự án Zay Dragon của Cần Đức Long An. Nói đến dự án Zay Dragon là một cái dự án rất là đẹp và thuộc tại trung tâm thị trấn Cần Đức. Vị trí của Zay Dragon nằm tọa lạc tại mặt tiền đường giao thông huyết mạch của Trần Hưng Đạo với bốn mặt tiền đường hiện hữu, kết nối thuận tiện đi đến các khu vực và tiện ích của khu dân cư. Nói đến Zay Dragon thì chủ đầu tư luôn quan điểm về một cái dòng sản phẩm là cực kỳ sang trọng và đẳng cấp cho khách hàng. Tại Zay Dragon Nam Sài Gòn thì luôn mong muốn đem và kiến tạo mang đến cho khách hàng một cái vùng đất là thịnh vượng và tài lộc đến từng cư dân của mình. Thì một khu phố chợ tấp nập được bao quanh bởi một con sông êm ả và xanh mát kiến tạo một cái khu dân cư Zay Dragon cực kỳ sang trọng và đẳng cấp bậc nhất tại Cần Đức Long An. Hiện tại Duy đang đứng tại cổng chính của dự án Zay Dragon. Zay Dragon được mệnh danh là đất vàng phố chợ. Vậy câu slogan này có ý nghĩa gì? Xét về vị trí, Zay Dragon sở hữu hai mặt tiền đường. Chúng ta có thể thấy ở cái phía bảng xanh kia, nó chính là góc giao lộ giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thị Minh Khai. Trần Hưng Đạo có thể nói là con đường trung tâm huyết mạch và là nơi sầm uất nhất về dân cư hiện nay tại thị trấn Cần Đức. Chúng ta hãy cùng quan sát một vòng xung quanh để quan sát khu dân cư hiện nay ở đây. Rất là đông đúc và đặc biệt là đầy đủ tất cả các loại hình kinh doanh ăn uống và dịch vụ và kể cả cà phê. Đường Trần Hưng Đạo có lộ giới là lên đến 20m. Và phía tay của Duy là góc giao lộ giữa đường quốc lộ 50 và đường Trần Hưng Đạo. Giao lộ này chính là nơi tập trung nhiều cư dân nhất và là nơi mà Duy cảm thấy là nhà cửa ở đây xây dựng rất là khang trang luôn. Khi mà Duy về đây cảm giác không phải là mình đang ở một cái thị trấn mà là giống như là đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Về mức độ sầm uất cũng như dân cư không khác biệt quá nhiều. Và phía bên tây của Duy đây, đó chính là chợ Cần Đức. Chợ Cần Đức là chợ dân sinh, giao thương tấp nập nhất hiện nay tại thị trấn Cần Đức. Vào những ngày thường đó các bạn, chúng ta sẽ quan sát là rất là nhiều người ra vào nhộn nhịp và giao thương ở đây diễn ra rất là tấp nập luôn. Vì vậy một cái khu dân cư mà gần lõi dân cư và gần chợ, đó là những cái yếu tố đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển. Phước Sửu và anh Duy sẽ phân tích cái liên kết vùng mạnh mẽ của dự án Zay Dragon là một lựa chọn hoàn hảo cho quý khách hàng và bạn bè trong khu vực. Sở hữu mặt tiền sông và hai mặt tiền đường với hạ tầng bậc nhất khu vực, hạ tầng hiện đại so với khu vực và điện nước âm, hệ thống phủ toàn cây xanh. Kết nối giao thông thì thuận tiện và nhanh chóng, liền kề Ủy ban Nhân dân Trung tâm Quyền Cần Đức và trung tâm hành chính của khu vực. Sau đây Phước Sửu sẽ phân tích về tiện ích khu dân cư Zay Dragon Long An. Hạ tầng của dự án Zay Dragon được đầu tư một cách hiện đại, bài bản và mang tính nhất quán, đồng bộ, trang thiết bị điện nước thì âm. Và chính tại dự án Zay Dragon này thì sẽ có đầy đủ các tiện ích phục vụ cư dân với mục đích là mua sắm nè, vui chơi, giải trí, rồi có đường chạy bộ, khu thể thao, siêu thị và các tiện ích đẳng cấp của khu dân cư. Sau đây thì Phước Sửu nói đến về cái thiết kế kiến trúc của dự án Zay Dragon Cần Đức Long An. Lối thiết kế kiến trúc hiện đại mang hướng tới một công trình châu Âu với nét sắc sảo tinh tế. Màu sắc thì trang hòa đang xen lẫn nhau, làm cho là có rất là nhiều không khí tươi mát và hòa mình với thiên nhiên tại công trình của dự án. Sửu sẽ phân tích lại cái tiềm năng tăng giá và sức hút tại dự án Zay Dragon của Thắng Lợi Cần Đức Long An. Xét về mặt tổng quan thì tỉnh Long An là một đơn vị chính trị và vị trí tiếp giáp và chiến lược với thành phố Hồ Chí Minh, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông rất là đồng bộ nè, theo quy hoạch. Đồng thời là nơi đây là còn sở hữu rất là nhiều quỹ đất rộng
cùng với mặt bằng giá đất ở đây còn mềm so với các khung giá tại những cái huyện giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, và đây là nơi đang là những cái yếu tố khiến cho thị trường bất động sản đất nền tại khu vực ở đây thì trở thành thị trường bất động sản hấp dẫn nhất khu Nam hiện tại bây giờ. Xét về mặt thị trường, trong bối cảnh chung của thị trường bất động sản hiện tại thì của thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tình trạng chững lại, thiếu hụt nguồn cung lớn, dự án mới thì thắt chặt và khó triển khai. Thì giá bán thì sẽ là rất là cao hơn so với mức giá thị trường, và chính vì thế xu hướng tất yếu của nhà đầu tư sẽ đổ dồn dòng tiền vào các tỉnh vùng ven gọi là đô thị vệ tinh. Jade Dragon là một cái tâm điểm mới và sáng giá cho khách hàng đầu tư trong thời gian tới. Xét về nội dung hiện tại của dự án Cần Đước thì sở hữu tuyến quốc lộ 50 đi xuyên qua địa bàn ha, và kết nối trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh là trục giao thông trong khu vực. Đồng thời chính tại dự án Jade Dragon Cần Đước thì còn có một mạng lưới giao thông vô cùng đồng bộ, và việc mở rộng các tuyến đường lớn như là 826 nè, tuyến đường 835, 830, 826B, và hơn nữa thì dự án là có một cái cao tốc Bến Lức Long Thành đi đang sắp đưa vào hoạt động, và hạ tầng của khu dân cư Jade Dragon sẽ là được tiếp nối với những cái cơ sở hạ tầng đó ha. Ngoài ra Cần Đước còn là một cái nội lực rất là lớn. Ở đây thì Cần Đước sở hữu mạng lưới giao thông đường thủy rất là ấn tượng, với nhiều tuyến đường kết nối với miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Đồng thời còn là địa phương có đến 3 khu, 6 cụm công nghiệp và có 50 doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng sản xuất, thu hút khoảng 6.000 công nhân đang làm việc tại Cần Đước ha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến video của Phước Sửu, và người thực hiện là Lê Anh Duy. Thì Phước Sửu và Lê Anh Duy xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở nhiều video sau. Quý anh chị cần thông tin thêm về dự án Jade Dragon, xin liên hệ với Phước Sửu để Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều thông tin và giá bán cực kỳ hấp dẫn của dự án Jade Dragon này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.